Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2022, gồm có đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh Mạnh Vlog 1 của mình để nhận những kết quả video quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và các bạn nghe nhạc.